Bộ Công an bắt hai bác sĩ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Thành phố Hồ Chí Minh mưa trắng trời, nhiều quận trung tâm xuất hiện mưa đá. Diễn biến mới vụ kiện giữa hai người thân của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Xử phạt một phụ nữ đưa tin sai về việc bộ hành của sư Thích Minh Tuệ ở Quảng Trị. Lộ nước cờ riêng của Trung Quốc về Ukraine. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt tạm giam bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trưởng khoa điều trị bắt buộc, nhóm nghiện chất và bác sĩ Hà Ngọc Khánh thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của những người trên để điều tra, làm rõ một số hồ sơ liên quan đến kết quả giám định, điều trị bệnh nhân. Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã làm việc với 4 bác sĩ và một điều dưỡng thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập năm 2016, đặt tại thành phố Biên Hòa. Viện có chức năng giám định pháp y tâm thần, quản lý điều trị các đối tượng rối loạn tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng. Thành phố Hồ Chí Minh vừa xuất hiện mưa lớn trên nhiều khu vực. Đáng chú ý ở quận 1, quận 3, quận 4, quận 10 xuất hiện mưa đá. Trước đó, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tại các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè, các quận 7, 8, 1 và các quận trung tâm, cả thành phố Thủ Đức. Cũng theo đơn vị này, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có trục ở vào khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc, bị nén về phía Nam bởi bộ phận áp cao lạnh có cường độ yếu từ phía Bắc kết hợp với hội tụ gió ở phía Đông Bắc Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây có trục qua khu vực Nam Bộ, nâng trục dần lên phía Bắc. Đồng thời, vùng nhiễu động hình thành trên vùng biển ngoài khơi Nam Biển Đông có xu hướng di chuyển về phía Tây, gần khu vực các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ. Trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ trung bình. Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ mưa có xu hướng gia tăng. Vào chiều tối, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phân công thẩm phán Châu Thị Điệp giải quyết vụ kiện tranh chấp về thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, em gái và con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vụ kiện từng được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận tiếp nhận, bà Nhung từng rút và bổ sung nhiều lần yêu cầu khởi kiện. Tiếp đó, bà Nhung yêu cầu tòa án tuyên hủy hồ sơ tước quyền làm con nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của bị đơn Loan. Nguyên đơn cho rằng các giấy tờ này là giả mạo, cụ thể là các giấy tờ gồm giấy giao nhận việc nuôi con nuôi số 5, quyển số 1 và giấy khai sinh số 116 cùng do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho bà Võ Thị Hồng Loan vào ngày 21 tháng 3 năm 1992. Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nên Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã chuyển hồ sơ vụ việc. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà NTTA, 49 tuổi, ngụ tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, với số tiền 5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội. Trước đó, vào cuối tháng 5 năm 2024, ông Lê Anh Tú, sư Thích Minh Tuệ, bộ hành qua địa bàn huyện Vĩnh Linh. Tại đây, giữa lãnh đạo xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh và ông Lê Anh Tú đã có những lời nói trao đổi với nhau và được nhiều người quay video đưa lên mạng xã hội. Qua giả soát, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện trên không gian mạng có nhiều đối tượng lợi dụng vụ việc trên để chia sẻ, bình luận xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật về cấp ủy, chính quyền và người dân tỉnh Quảng Trị, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, hình ảnh của người Quảng Trị. Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với hai người là cán bộ, nguyên cán bộ cấp xã, huyện ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bị can này gồm Trần Văn Thành, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương, là cán bộ công chức phòng tài nguyên và môi trường huyện Kiến Sương, và Phạm Thiên Tư, sinh năm 1961, trú thôn Phú Cấp, xã Nam Bình, huyện Kiến Sương, nguyên là cán bộ công chức địa chính xã Minh Quang, huyện Kiến Sương.
Trước đó, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn La, tức La Điền, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật hình sự, để điều tra về hành vi móc nói, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tiến hành điều tra vụ án hình sự mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vật tư Thiết bị Kỹ thuật Thành Đạt, đường Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Quá trình điều tra, Công an đã tiến hành khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vật tư Thiết bị Kỹ thuật Thành Đạt là Văn Phương Thúy, sinh năm 1984, do người này đang nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã mua bán số lượng hóa đơn chứng từ với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân khiến một người phụ nữ nước ngoài tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều 13 tháng 6, ban quản lý một chung cư trên đường Bến Vân Đồn, quận 4 nhận được thông tin có người tử vong trong một căn hộ ở chung cư. Người trình báo là chủ căn hộ. Người này được xác định không sinh sống ở chung cư và lần xuất hiện cuối cùng là vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện một số đối tượng người nước ngoài thường tổ chức các hoạt động nghi vấn phạm tội liên quan đến hành vi mua bán, giao dịch ma túy tại khu vực biên giới thuộc huyện Thanh Chương, Nghệ An. Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Say Yason Say, sinh năm 1990, trú tại huyện Viêng Thong, tỉnh Bô Ri Kham Say, Lào. Sau nhiều ngày điều tra, vào khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 6, tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An, lực lượng Công an thành phố Vinh chủ trì phối hợp Công an huyện Thanh Chương, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, bắt giữ đối tượng Say Yason Say. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ chiếc ba lô có chứa 3 kg ma túy đá và 170.000 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 20 kg ma túy các loại cùng một số vật chứng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang đối tượng La Văn Thuận, sinh năm 1982, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, vận chuyển trái phép tiền tệ USD qua biên giới. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, qua công tác quản lý địa bàn và tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực vành đai biên giới thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú, xuất hiện một đối tượng vận chuyển trái phép USD qua biên giới Campuchia. Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp tổ chức mật phục, bắt quả tang Thuận đang điều khiển xe máy chở 530.150 USD. Qua làm việc ban đầu tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận số USD trên Thuận được một người đàn ông thuê vận chuyển giao cho một đối tượng lạ mặt để mang sang Campuchia tiêu thụ. Nếu vận chuyển hoàn thành thì Thuận sẽ nhận được tiền công. Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Trung Quốc đã vận động các chính phủ cho một kế hoạch hòa bình Ukraine của riêng mình sau khi từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ. Theo hãng tin Reuters, 10 nhà ngoại giao đã cùng lúc thông tin về động thái của Trung Quốc. Một người trong số đó gọi chiến dịch của Bắc Kinh là sự tẩy chay tinh tế đối với cuộc họp toàn cầu ở Thụy Sĩ về vấn đề hòa bình ở Ukraine. 90 quốc gia và tổ chức đã đăng ký tham gia hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15 và 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng trên núi Lucerne. Tại đây, các bên sẽ tìm cách để tạo nên một sự ủng hộ chung cho các đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bao gồm cả việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi Ukraine. Nga, quốc gia không được mời tới Lucerne, đã nói cuộc họp là vô ích. Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn chỉ vài ngày trước khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Bắc Kinh cho biết họ trung lập trong cuộc xung đột, không cung cấp vũ khí hoặc đạn dược cho Moscow. Tổng thống Joe Biden lần đầu công khai tuyên bố sẽ không giảm án hay ân xá cho Hunter Biden sau khi người con trai này của ông bị kết tội liên quan đến súng đạn. Tuyên bố được đương kim Tổng thống Mỹ công khai khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý hôm 13 tháng 6.
Cam kết từ Tổng thống Biden diễn ra trong bối cảnh bồi thẩm đoàn Tòa án Liên bang thành phố Wilmington, bang Delaware, ngày 11 tháng 6 tuyên Hunter phạm 3 tội nghiêm trọng, bắt nguồn từ việc mua súng lục ở quê khi đang nghiện ma túy hồi năm 2018. Đây là vụ truy tố đầu tiên trong lịch sử với con trai Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Con trai của ông Biden có thể phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm. Do bị truy tố cấp liên bang, nên theo luật Tổng thống Biden có thể giảm án hoặc ân xá cho con trai mình trong trường hợp Hunter bị tuyên có tội. Ông Hunter, 54 tuổi, đã phủ nhận toàn bộ cáo trạng nhắm vào mình. Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, SOCOM cho biết, USS Helena, tàu ngầm lớp Los Angeles, chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã đến căn cứ hải quân Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba. Đây là một phần của chuyến thăm cảng theo lịch trình. Theo tờ New York Post, SOCOM cho biết, tàu ngầm tấn công nhanh USS Helena đang ở vịnh Guantanamo, Cuba. Đây là một phần của chuyến thăm cảng định kỳ khi nó đi qua khu vực địa lý do Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ chịu trách nhiệm trong khi thực hiện sứ mệnh an ninh hàng hải và quốc phòng toàn cầu. Sự xuất hiện của tàu ngầm săn sát thủ thời chiến tranh lạnh diễn ra sau động thái Nga đưa tàu khu trục, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu chở dầu và tàu kéo cứu hộ vào Cuba một ngày trước đó để tiến hành tập trận quân sự ở Đại Tây Dương. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!